Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Quyền chưa bật mình. Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên tại trận đấu tứ kết quen 0-4. Thấy các vận động viên Trung Quốc, đối thủ của các vận động viên Trung Quốc trong trận đấu này là những chàng trai đến từ Việt Nam, và những chàng trai không biết sợ. Thầy cho Hoàng Lâm, tỷ số được cân bằng 4-4. Tiếp tục điểm số cho Hoàng Lâm, một cú giật bóng rất quyết đoán. Hoàng Lâm đã vượt lên sau khi bật dứt về lỗi giao bóng. Điểm số cho vận động viên Trung Quốc còn 6-5. Các vận động viên Nhật Bản sẽ được đánh giá cao hơn. Đang là vận động viên thi đấu cho đội tuyển bóng bàn quân đội. Vậy 11-6 là tỷ số cho trận đấu đầu tiên. Hoàng Lâm tạm thời để cho vận động viên Nguyen dẫn trước tỷ số 1-0. Đối thủ Việt Nam tại vòng 16 là Malaysia, và thêm một lần nữa thì đội tuyển Việt Nam vượt qua mặt 1-0. Bởi vì rất nhanh của U19 này mà gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng quay, chứ đừng nói gì đến việc mà gặp các vận động viên. Nhìn anh khiếp quá các bác ạ. Còn Nhật Bản thì so ra được đôn lên đánh. Ví dụ như bây giờ cho ông Lee Sin Dong xuống đánh giải này thì đỡ làm sao được. Bảy không. Tám không là khó của Nam Cường rồi. Vâng, điểm số đầu tiên cho Hoàng Lâm. Tám một. Thank you.
Vâng. Thế thì chịu rồi, pha né giật hết tay của Hoàng Lâm nhưng chỉ là một pha chặn bóng bình thường thôi. 11-3 là tỷ. Ta cùng đến với set đấu. Bỏ ra một giây để like và chia sẻ giúp em nào. Chúng ta cũng quay trở lại với set đấu thứ ba, tỷ số là đây rồi. Và kết bóng rất tốt đến từ Hoàng Lâm, 2-1. Vâng, với việc lọt vào một trong 8 đội tuyển mạnh nhất châu Á trẻ của đội tuyển Việt Nam. Và tăng trái không thành công của Hoàng Lâm, tỷ số được cân bằng 2-2. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Rất đen cho đội tuyển Trung Quốc. Quả bóng may mắn dành cho Quen. Gói một pha lên trái rất mạnh từ Hoàng Lâm để phòng thủ. Và tua trái thành công của Hoàng Lâm. Vâng, 4-5 cho Nguyễn Hoàng Lâm. Hoàng Lâm cũng là vận động viên đã từng vô địch giải trẻ Đông Nam Á ở giải đấu trẻ tại Đông Nam Á chứ không phải đơn giản đâu. Ta có thể thấy là Việt Nam đang có một lớp kế, nếu mà lớp trẻ này mà được đào tạo và đầu tư bài bản thì rất có thể trong tương lai SEA Games sẽ trở thành, thì ở châu Á vẫn còn đó Nhật Bản, vẫn còn đó Hàn Quốc, vẫn còn đó Trung Quốc và vẫn còn đó Đài Loan, và toàn những đội tuyển mạnh thôi. Một pha hất bóng trên bàn rất nhanh của Hoàng Lâm, 5-8. Vâng, đang hơn 600 người xem rồi. Vâng, xin chào quý khán giả. Tiếp. Vâng, flick bóng tốt, 8-7. Vâng, nó bảo đội tầm này đánh bóng phải như đánh lô. Đánh bóng của như đánh lộ, đúng rồi. Vâng, tua trái thành công, 8-0. Vâng, Hoàng Lâm đang rất may. Vâng, đánh để cho họ hiểu mình là ai. Đây rồi, đây rồi. Rất đáng tiếc pha đối giật không thành công của Hoàng Lâm. Có thể đấy là Quen phòng thủ quá tốt và giật bóng rất tốt đến từ Hoàng Lâm nhưng vẫn phòng thủ được. Không những phòng thủ mà còn đờ mi lại ngay. Đấy, một xét để lấy lại tinh thần à. Đây hỏng rồi. 11-8 là Sport TV Shop số 15 ngõ 1 phố Đông Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng, cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển, có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.